Chiến tranh đã đi qua gần nhiều thế kỷ, nhưng những vết thương mà chiến tranh để lại trong mỗi người, trong mỗi gia đình, cũng như thân nhân, các gia đình thương binh liệt sĩ trên khắp giải đất Việt Nam này thì vẫn còn đó. Những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ, những người đã vĩnh viễn nằm lại, đã vĩnh viễn để lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường, và cả những thương tật là nỗi đau thể xác hành hạ những người thương binh mỗi khi trái gió chuyển trời, những nỗi đau về tinh thần khi tuổi thanh xuân đã đi qua không bao giờ trở lại. Có thể nói rằng những người lính đã dành trọn tuổi thanh xuân của mình để hiến dâng trọn vẹn cho tổ quốc, và có khi trở về thì đã quá lứa nữa thì cũng như những ám ảnh về sự hy sinh mất mát của người thân, của đồng đội, vẫn còn đó rất nhiều những nỗi đau tổn thương của những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những người cha và cả những đứa trẻ không bao giờ được gọi một tiếng bố. Biết bao giờ thì tất cả những vết thương ấy có thể được hàn gắn và có thể được lành lại. Tuy nhiên dẫu biết như vậy thì những con người bình dị và anh hùng ấy vẫn không chút tiếc nuối nào thật, bởi vì họ đã sống, đã tận hiến, đã cống hiến tất cả vì độc lập, vì tự do của tổ quốc, cho lý tưởng, cho nền độc lập và cho bình yên hạnh phúc của nhân dân. Họ chính là những người đã sống một cuộc đời thực sự đáng sống và sống có ý nghĩa vì nước, vì dân. Thưa quý vị, trong những ngày tháng 7 này, tháng mà chúng ta gọi là tháng tri ân kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, chúng ta có mặt tại đây để cùng nhau tiếp lửa, chia sẻ với nhau những câu chuyện và cùng lan tỏa hành trình tri ân của những con người đã cống hiến bằng nhiều cách khác nhau cho hòa bình, độc lập, tự do và bình yên của tổ quốc. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vị khách quý đến tham dự sự kiện ý nghĩa ngày hôm nay, chúng tôi xin được thay mặt ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các vị khách quý. Về phía các mẹ Việt Nam anh hùng, xin được trân trọng giới thiệu mẹ Nguyễn Kim Loan ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Và xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Tuyết, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Về phía các đơn vị sở ban ngành, các bảo tàng, di tích trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thuân, nguyên Phó Tranh án Tòa án Nhân dân tối cao. Xin trân trọng giới thiệu ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu đại tá Trịnh Hoài Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 7. Xin trân trọng giới thiệu bà Trương Ngọc Thủy, Chủ tịch Quỹ Hoa Hòa Bình thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu ông Phạm Sĩ Điểm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, con trai của nữ họa sĩ Đặng Ái Điểm. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Hòa Bình. Xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia. Xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Trần Thị Kim Quế, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Duy Khanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Đặng thành phố Hà Nội, thường trực chương trình tủ sách Đặng Thùy Trâm. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Sĩ, Trưởng phòng Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.
Về phía ban tổ chức chương trình tâm họa tri ân ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Tuyết, giám đốc bảo tàng phụ nữ Việt Nam. Trân trọng giới thiệu bà Trần Hồng Dung, chủ tịch tổng giám đốc công ty truyền thông Media 21, phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Media. Xin được trân trọng giới thiệu đại quý cựu chiến binh Trương Công Đạo, phó chủ tịch câu lạc bộ mãi mãi tuổi 20. Xin trân trọng giới thiệu đại tá cựu chiến binh Đặng Quân Hưng, chủ tịch tổ chức trái tim người lính Việt Nam. Và thưa quý vị, một điều rất đặc biệt là trong chương trình tâm họa tri ân ngày hôm nay có sự hiện diện của đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ trong câu lạc bộ mãi mãi tuổi 20 và các cựu chiến binh. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu cựu chiến binh đại tá Nguyễn Trọng Dân, trưởng ban liên lạc hội sinh viên chiến sĩ tăng thiết giáp 6971. Và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 49 năm về trước. Theo sự kiện ngày hôm nay cũng có sự góp mặt của các đại biểu đến từ các ban, các đơn vị của Trung Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tổ chức trái tim người lính, ban di sản ký ức thuộc câu lạc bộ phụ nữ với di sản, câu lạc bộ mãi mãi tuổi 20, các đại biểu nguyên là cán bộ của Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng Việt Nam Việt Nam, sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội và các phóng viên báo chí truyền hình Trung ương và Hà Nội. Chúng tôi cũng rất trân trọng giới thiệu Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 15, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ngày hôm nay, ông bận công tác không tới tham dự sự kiện nhưng cũng đã gửi lãng hoa để chúc mừng sự kiện này. Đối với những nỗi đau mất mát của các mẹ vì độc lập tự do của Tổ quốc.